Vậy là Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 đã chính thức hạ màn được một tháng. Qua đó cũng tìm ra được 4 cái tên sẽ có vé tham dự Champions League năm sau. Thời điểm này, những thông tin chuyển nhượng của mùa hè 2023 đã và đang bắt đầu với Manchester United. Chỉ đơn giản là quỷ đỏ sẽ trở lại sân chơi cao quý nhất trời Âu. Và những dòng tin tức không thể vui hơn với các Man United sau khi kết thúc mùa giải. Khi Man United được cho là đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành chữ ký của Vinicius Junior, ngôi sao quan trọng bậc nhất trong đội hình của Real Madrid. Liệu rằng thương vụ này có tính khả thi cao bao nhiêu và Man United sẽ làm cách nào để thuyết phục Real nhả người? Cũng như Vini sẽ chơi ở đâu nếu cập bến sân Old Trafford? Đầu tiên chúng ta hãy nhìn lại màn trình diễn của Vinicius trong mùa giải 2022-2023 qua những con số cụ thể. Mặc cho Real Madrid có một mùa giải tương đối bết bắt khi họ không thể chạm tay vào La Liga và Champions League, thì Vinicius vẫn luôn giữ vai trò nòng cốt của đội. Tiền đạo người Brazil là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Real Madrid với 54 lần, và đi kèm theo đó là 23 bàn cùng 20 kiến tạo. Một thống kê quá đỗi ấn tượng với một tiền đạo chạy cánh. Đẳng cấp là không phải bàn cãi, khi Vinicius được đánh giá thuộc hàng siêu sao của bóng đá đương đại dù mới chỉ 23 tuổi. Tuy nhiên, trong trận đấu thủ tục tại La Liga cuối mùa, một sự cố trên sân Mestalla của Valencia đã gây chú ý cho cả thế giới. Vinicius trở thành tâm điểm của truyền thông khi anh bị các cổ động viên đội chủ nhà liên tục có những hành vi phân biệt chủng tộc. Quá tức giận vì những hành vi này, Vinicius đã bỏ thi đấu, tiến về phía khán đài, chỉ đích danh kẻ đã có lời lẽ miệt thị. Anh còn nói với trọng tài rằng, tôi không muốn thi đấu nữa. Sau khi nhận lời xin lỗi từ ban tổ chức sân Mestalla và trọng tài, Vinicius đã trở lại thi đấu. Nhưng một lần nữa, anh lại vướng vào vụ ẩu đả với cầu thủ bên phía đội chủ nhà ở phút 90+3. Lần này, cầu thủ 22 tuổi đã phải nhận thẻ đỏ. Và trước khi rời sân, Vinicius đáp trả bằng hành động ám chỉ Valencia xứng đáng xuống chơi tại giải hạng nhì Tây Ban Nha vào mùa tới. Trước sức ép quá lớn từ truyền thông, Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải đưa ra giải pháp bằng cách xóa thẻ đỏ mà Vinicius phải nhận, cũng như đóng một phần khán đài sân vận động Mestalla và buộc Valencia nộp phạt 45.000 euro. Mặc dù vậy, tình cảnh của tiền đạo người Brazil như giọt nước tràn ly tại Real Madrid. Đã không ít lần Vini bị phân biệt chủng tộc khi thi đấu tại La Liga, và lần nào anh cũng phải dùng tài năng để trả lời đám đông quá khích. Nhưng cơn nóng giận mới đây đi kèm với những giọt nước mắt tổn thương thì mới thấy rằng Vinicius đã đạt tới đỉnh điểm của sự chịu đựng. Thế nên không loại trừ khả năng Vinicius sẽ tìm kiếm một môi trường thoải mái hơn, hoặc ít nhất là bảo vệ anh trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Nếu hỏi đâu là mảnh đất lành có đủ biện pháp để chấn át hành vi phân biệt người da màu, thì Premier League thực sự là một mảnh đất lành cho các siêu sao như vậy. Các câu lạc bộ bóng đá Anh đều hứa hẹn có thể mang lại cho Vinicius môi trường tốt nhất để tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, cũng như tiếp tục phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Nhận thấy thời cơ vàng đã đến, lúc này đã có 3 đội bóng tham vọng sở hữu Vinicius trong đội hình mùa giải tới là Manchester United, Liverpool và Newcastle United. Nhưng quỷ đỏ lại đang là đội nắm được nhiều lợi thế nhất sau khi đoàn quân của Erik Ten Hag giành quyền trở lại Champions League. Về phía Liverpool, dù họ đang khát khao Vinicius để chia sẻ công việc với Mohamed Salah, tuy nhiên The Kop không góp mặt tại cúp C một mùa tới nên khó gây chú ý với cầu thủ 22 tuổi. Trong khi đó, Newcastle cũng có vé Champions League và có nguồn tài chính mạnh từ Ả Rập Xê Út, nhưng không thể so sánh với danh tiếng của Man United, đội bóng được hứa hẹn sẽ có một kỳ chuyển nhượng bùng nổ. Theo như lộ trình thì Man United sẽ được duyệt chi 100 triệu bảng để mua sắm, và đó là chưa gồm tiền bán những cầu thủ nằm ngoài dự án của Erik Ten Hag. Có thể kể đến như Harry Maguire, Van de Beek, Anthony Martial hay là Scott McTominay. Nếu như buôn bán ổn thỏa, Man United dự kiến sẽ có khoảng hơn 200 triệu bảng để tung hoành trên thị trường chuyển nhượng, và việc chiêu mộ Vinicius với họ sẽ không khó khăn về mặt tài chính. Theo thông tin từ Marca, Manchester United đang chuẩn bị một khoản tiền khổng lồ để mang Vinicius về sân Old Trafford. Cụ thể, trang tin khẳng định quỷ đỏ sẵn sàng vung ra đến 200 triệu euro, một kỷ lục chuyển nhượng mới ở Anh để có được sự phục vụ của chân sút người Brazil. Tờ báo cho biết thêm, các cố vấn của Vinicius đang cố gắng thuyết phục anh với việc đưa cậu ấy đến ngoại hạng Anh. Man United sẽ trả 200 triệu euro. Đội bóng đang trải qua quá trình tái thiết mạnh mẽ ở khía cạnh thể thao do Erik Ten Hag dẫn đầu.
Môi trường Brazil ở Old Trafford, nổi bật là Casemiro được xem như lợi thế lớn giúp Man United lôi kéo Vinicius. Ai cũng rõ rằng Casemiro là một cựu cầu thủ của Real Madrid và cũng là đồng hương, người có thể hỗ trợ đắc lực cho cậu ấy tại ngoại hạng Anh. Trong trường hợp Real Madrid cần tìm người thay thế cho trụ cột của mình, thì Jadon Sancho có thể xem như là một phần của thương vụ bạc tỷ này. Manchester United có thể nói là nửa thành công và nửa thất bại khi liều lĩnh chi hơn 170 triệu bảng cho Sancho và Anthony ở bên phía hành lang cánh. Thế nhưng hiệu quả nửa vời của bộ đôi này đã thực sự ảnh hưởng đến phong độ cũng như đầu ra bàn thắng cho Quỷ Đỏ. Nếu so sánh Sancho và Anthony với Vinicius, dù cho cả ba đều sinh năm 2000, thì tiền đạo đang thuộc biên chế Real Madrid luôn nhỉnh hơn hoàn toàn. Nếu như chiêu mộ thành công Vinicius, rất có thể Man United sẽ tạm thời gác lại tham vọng săn tiền đạo cấm là Harry Kane cùng Victor Osimhen, mà thay vào đó Rashford sẽ tiếp tục lĩnh sướng hàng công. Vị trí tiền đạo cánh sẽ do Vinicius quán xuyến, tư duy nhạy bén lẫn kỹ năng chơi bóng cùng tốc độ thượng thừa, thì Man United sẽ có thêm một ngôi đỗ đáng gờm nữa trên hàng công. Trong mùa giải 2021-2022, Vinicius đã lột xác dưới bàn tay nhào nặng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Anh lần đầu tiên trong sự nghiệp tìm kiếm được bản năng sát thủ, thay vì được biết tới là một cầu thủ chỉ giỏi múa. Kết quả là Vinicius kết thúc mùa giải với 22 bàn và 22 kiến tạo sau 52 trận đấu. Và hiện tại thống kê mùa giải 2022-2023 vẫn được anh duy trì ở mức hoàn hảo. Về mặt lối chơi, Vinicius cũng là cầu thủ dựa nhiều vào tốc độ cao và các pha đi bóng như Kylian Mbappe. Tuy nhiên khác với một Mbappe lười phòng ngự, thì ngôi sao người Brazil luôn năng nổ lên công về thủ. Các thống kê không biết nói dối khi tại cúp C một năm nay, Mbappe chỉ có 0,1 pha tắt bóng mỗi trận, trong khi Vinicius sở hữu đến 1,6 lần tắt bóng mỗi 90 phút. Dù tiền đạo người Brazil cùng Real Madrid tiến sâu vào đến bán kết, giờ đây hợp đồng hiện tại giữa Vinicius với Real có thời hạn đến tháng 6 năm 2024, cùng với đó là mức lương 270.000 euro mỗi tuần. Tuy nhiên, ban lãnh đạo kền trắng sẵn sàng tăng lương lên mức 300.000 đến 350.000 euro mỗi tuần. Nhưng tuyển thủ Brazil vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng mới. Vì vậy, Man United đang muốn nhân cơ hội này để chiêu mộ Vinicius. Nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng trao cho tiền đạo sinh năm 2000 chiếc áo số 7 huyền thoại tại sân Old Trafford với mức lương cao hơn rất nhiều so với thu nhập hiện nay của anh tại Real. Áp lực về chiếc áo số 7 của Man United là rất lớn, nhưng với một cầu thủ thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới hiện tại thì khó mà không vừa được. Tài năng lẫn thái độ cũng như tư duy nhạy bén, Vinicius có đủ cả. Vinh quang trong màu áo Real Madrid Anh cũng đã đều sở hữu. Và việc ra đi để tìm kiếm một chân trời mới không dính phải những lời miệt thị, phân biệt chủng tộc như tại xứ sở sương mù đang thực sự khiến cho Vini dao động. Quan trọng hơn là tại Manchester United, Vinicius sẽ tìm được môi trường hòa nhập hơn và sẽ được bảo vệ tốt hơn trước vấn nạn màu da. Điều đó có thể đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên sẽ không hề dễ dàng để ký hợp đồng với Vinicius Junior. Real Madrid nhận thức rõ được tiềm năng và giá trị của cầu thủ trẻ người Brazil và họ không hề có ý định để anh ra đi dễ dàng. Vinicius có tiềm năng để trở thành một ngôi sao toàn cầu như thần tượng của anh là Cristiano Ronaldo. Và việc anh rời Real Madrid sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trên thị trường chuyển nhượng. Premier League với sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cao có thể là miền đất hứa của Vini, nơi anh có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình trong một môi trường thuận lợi hơn. Liệu rằng Quỷ Đỏ có đủ sức nặng để kích hoạt quả bom tấn Vinicius hay không? Hãy cùng chờ xem!